Chào mừng các bạn trở lại với sản phẩm Smart Home nhé. Hôm nay Smart Home xin giới thiệu với các bạn về bộ điều khiển từ xa RF 35 12V 2 chế độ. Đấy, thì bộ này nó đang điều khiển được hai chế độ là chế độ nhấn giữ và chế độ để, tức là bật cái tắt, bật cái tắt hoặc là chế độ là bật tắt. Đang nguyên nhân để. Bây giờ mình sẽ tháo cho các bạn xem nhé. Thì bộ sản phẩm này bao gồm có nguồn này, tay phát này, và một bộ điều khiển. Dạ. Thì cái bộ này được thiết kế ở trên một cái hộp BLC. Kích thước của nó là 115x90x4. Đây. Đơn vị là mm nhé. Đấy. Nhìn bên ngoài này. Đường trước này thì là jack DC này, và chuẩn kết nối là jack DC 5.5 x 2.1 này, và cấp nguồn vào là 12V này. Bên cạnh này có connector để các bạn có thể, một là không có adapter cắm jack chuẩn thì các bạn có thể nối dây này hoặc là dùng bình ắc quy này. 4 nút nhấn tượng trưng cho 4 phím điều khiển này, được chưa? Đầu ra thì các cổng connector đây. Đấy. 1 2 3 4, NOCOM NC. Đây, bây giờ mình sẽ tháo cho các bạn xem nhé. Tay phát thì sử dụng tay phát 4 kênh nhé. Đấy. Nguồn thì nguồn 12V. Ok chưa? Đây, mình tháo cho các bạn xem. Được chưa? Rất là nhanh. Thì mình được bảo vệ trên cái hộp BLC. Đấy, đây là phần trong mạch. Ở phần trong mạch thì các cái chế độ mà như mình nói là chế độ đề và chế độ nhấn giữ, các bạn có thể chuyển bằng cách dăm chốt L và M nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn 12V này. Đây, mình cấp nguồn 12V này. Cái này rất là đơn giản, cấp nguồn là chạy thôi. Đấy. Còn cái phần mã hóa thì lát mình sẽ chuyển tiếp. Thì bây giờ mình ở đây bộ này thì mình đang để mã hóa trắng, là tay phát nào mà mới mua về sử dụng đạo chip PT 262 hay 602 64 thì đều có thể sử dụng và điều khiển được. Đấy, thì chưa cần tay phát thì mình cũng có thể điều khiển trực tiếp bằng trên này. Được chưa? Và mạch này sử dụng tất cả bằng IC số và IC mạch giải mã nên là nó không có điều khiển, nên là nó sẽ có trường hợp là nó không như mong muốn, như là các bạn có thể nhìn cảm thấy này. Nhiều khi nhấn nó không ăn đấy. Nhưng mà mình nhấn ở đây thì đấy, các bạn thấy chưa, đấy. Nó không phải dùng view khiển mà nó sử dụng chip PT mã hóa đưa vào IC chốt, nhưng mà nó sẽ bị như vậy, thấy chưa? Với lần bạn nhấn tay phát thì trên mặt có một con led PT để báo hiệu là cái tay phát vừa mới nhấn một cái nút nào đấy và nó sáng lên, nên led PT để báo hiệu trạng thái tương ứng được 4 kênh đấy, A B C D. Còn các bạn muốn chuyển phần chế độ thì rất là đơn giản thôi. Ví dụ như các bạn muốn chuyển chế độ rút dòng này ra, chuyển sang này. Hai kênh là nhấn giữ và hai kênh là nhấn nhả. Cũng rất là hay. Được chưa? Đấy. Thả. Nhấn giữ. Thả. Nhấn giữ. Thả. Được chưa? Còn hai kênh kia vẫn chốt bình thường. Bộ này rất là hay là vừa chốt vừa nhấn giữ. À, vừa nhấn giữ vừa nhấn nhả được. Đấy. Các bộ khác không làm được như này đâu. Một là chọn một chế độ hết. Đấy. Đấy. Máy này thì sử dụng tần module thu RF 35, thì các bạn có thể thay cái module này thành module 433 thì lại sử dụng tay 433 bình thường, nó cũng chẳng có gì cả. Đấy, rất là đơn giản đây. Mạch đây là phần mã hóa này, các bạn nhìn phần mã hóa này. Thấy chưa? Thì phần mã hóa của bên mình thì nếu như các bạn xem các clip trước của bên mình ấy, thì mình có hướng dẫn cái cách mã hóa cái chip PT này này. BT này có mã hóa là 8 bit này. Đấy, các bạn nhìn thấy 8 cái đường ở trong giữa hai cái đường này, thì nó là 8 cái chân con PT, được chưa? Thì hai bên, một bên là đất đầu nối tắt hết và một bên là VCC. Thì các bạn nối như nào thì tay phát bên này cũng nối như thế, các bạn dò chân. Ví dụ nối chân 1, chân 2 là mức thấp, chân 3 hay chân 4 là mức cao thì định tay này, thì các bạn cũng là như vậy, thì lúc đấy hai con nó sẽ trùng mã và sẽ điều khiển được. Yeah. Còn nếu như nó khác sai thì chắc chắn nó sẽ không điều khiển được. Thì đấy là cách mã hóa cho quá trình là các bạn
mua về tránh trường hợp chuột. Tất nhiên là cái bộ này không phải học lệnh nên các bạn mà sử dụng các cái chip EV thì sẽ không dùng được nhé. Đấy. Đấy. Mình chuyển chế độ lại. Không, chẳng có nút reset cái đâu. Nó là IE số mà. Đấy. Nên là nó kích trực tiếp luôn. Rồi. Vừa rồi thì mình vừa mới giới thiệu cho các bạn về cái bộ điều khiển RS315 loại 4 kênh. À, trong quá trình mà sử dụng hoặc là xem video có cái gì thắc mắc thì các bạn có thể góp ý ở phần comment. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.